thủ ấn vừa chạm vào lồng ngực Lạc Nhạn Thiên. Khuôn mặt của Tiêu Viêm đột nhiên lạnh lùng hẳn, ngay lúc đó, một cổ năng lượng cuồng bạo bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay hắn cuồn cuộn tuôn ra, phô thiên cái địa rút vào thân thể của y. Oanh! Dưới vô số ánh mắt đang chăm chú dõi theo, một tiếng nổ như sấm động trời quang đột ngột vang lên, lúc này mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, từ chỗ hai bóng người tiếp xúc, những làn sóng năng lượng đang giằng xé xung đột với nhau rồi lan tỏa khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cực kỳ đáng sợ. Khi bàn tay Tiêu Viêm ấn lên ngực hắn, Lạc Nhạn Thiên sắc mặt tức thời biến đổi, cực kỳ khó coi. Y không thể ngờ được, chỉ là đấu hoàng mà Tiêu Viêm lại có thể phát ra công kích mạnh mẽ đến giường ấy. Nhưng dù trở tay không kịp, Lạc Nhạn Thiên vẫn chân chính là một đấu tông cường giả, dựa vào khả năng điều động lực lượng hơn người. Ngay tại lúc kình khí từ lòng bàn tay Tiêu Viêm cuồng bạo tuôn ra, thân thể y cũng lập tức sáng lóa kim quang. Một con kim sắc linh nhạn rực rỡ hào quang hiện lên, nháy mắt đã biến hóa thành một bộ nhạn linh kim giáp óng ánh bao phủ lấy lồng ngực của y. Mà sát na lúc linh nhạn biến hóa, lực lượng từ trong thủ chưởng của Tiêu Viêm cũng vừa cuộn đến. Phốc, với khoảng cách gần như vậy, mà cương cường đón nhận một kích toàn lực của Tiêu Viêm, thì dù cho lúc khẩn cấp quan đầu Lạc Nhạn Thiên kịp thời triệu hồi ra nhạn linh kim giáp, cũng không thể nào triệt tiêu toàn bộ lực lượng quá mức cường hãn kia. Có không ít những luồng kình khí bạo liệt đã kịp len lỏi vào, chấn vỡ từng mảnh kim giáp, tống mạnh vào thân thể của y, khiến Lạc Nhạn Thiên cổ họng lập tức trào máu, không thể đè xuống mà phúng cả ra ngoài. Lạc Nhạn Thiên phun máu, toàn trường không ngớt xôn xao, vô số người ngơ ngẩn không tin những gì trông thấy. Mà liên quân của Tam Đại Đế Quốc lại càng há mồm trợn mắt nhìn y, mới giao thủ một chiêu thôi, vị đấu tông này đã thổ huyết đương trường vậy sao? Mà Mộ Lan nhị lão đứng trên không trung giữa liên quân nhìn thấy cảnh này, cũng đắc ý cười nhạt, thầm mắng một tiếng đáng kiếp. Không phải bọn ta đã cảnh báo trước, tên kia không phải là một đấu hoàng bình thường rồi sao, cứ ỷ y thân pháp mình nhanh lẹ không thèm coi hắn ra gì, quả là da mặt cũng thật dày, không sợ bị mòn bớt hay sao? So với liên quân bên kia đờ đẫn cả người, thì phía Viêm Minh lúc đầu im thinh thích lại đang bùng nổ những tràng hoang hô không ngớt. Vào giờ khắc này, nỗi khiếp sợ do tông chủ độc tông gây ra đã bị tràng cảnh oanh liệt đó làm cho vơi bớt đi rất nhiều. Tên tiểu tử này, một chưởng đích đáng, thẳng thắn không chút bỉ mị nể nang gì, thật không thể chê vào đâu được nữa nha. Hải Ba Đông mặt tươi hớn hở, miệng mồm liên tục than thở tán dương. Tiểu hỗn đảng, tiếng hoang hô quá to, làm sao Lạc Nhạn Thiên không nghe thấy cho được, y biết thể diện đã mất sạch sành sanh, phẫn nộ rống lên. Theo đó kim quang từ trong cơ thể đột ngột lóe sáng, ào ạt tuôn ra, nơi các đầu ngón tay, ngón chân, từng luồng sáng vàng ống nhọn hoắt lập lòe kéo dài ra, có vẻ sắc bén cực kỳ. Lúc này nhìn y giống hệt như một con nhím đang xù lông lên vậy. Xú tiểu tử, bản tông nhất định sẽ bẻ gãy từng ngón tay một của ngươi. Lạc Nhạn Thiên tức đến nổ đom đóm mắt, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt. Âm thanh vừa dứt, đã thấy đôi cánh nhạn thật lớn quạt mạnh, trực tiếp nhắm thẳng người Tiêu Viêm đâm tới, năm ngón tay như năm lợi kiếm sắc bén vô song, nhè những chỗ yếu hại của Tiêu Viêm đâm mạnh. Y đã hoàn toàn giận đến phát điên, mà quên bẵng đi lời giao phó của Bạch Phát nữ tử lúc nãy. Đối với công kích điên cuồng đó, Tiêu Viêm đành phải vội vã né người ra sau, nhưng tốc độ của hắn cùng lắm cũng chỉ xấp xỉ với Lạc Nhạn Thiên, cho nên muốn tránh khỏi toàn bộ cũng không thể được. Cho nên chỉ qua lại vài lần, áo bào của hắn đã bị con nhím xù lông kia đâm rách tơi tả, từng làn máu đỏ sậm đã ngang dọc chằng chịt trên người Tiêu Viêm, nhìn có chút chật vật cùng dữ tợn. Sau mấy lần liên tiếp gian nan né tránh những công kích sắc bén của Lạc Nhạn Thiên, Tiêu Viêm bỗng hất tay về phía mặt đất, nơi trọng huyền xích lúc nãy bị Mộ Lan Tam lão chấn bay đang dựng đứng trên nền đá, ngay lập tức nó như một đạo lưu tinh bắn thẳng vào tay Tiêu Viêm. Đinh, đinh, đang đang, trọng xích vào tay, Tiêu Viêm liền lợi dụng kích thước khổng lồ của nó mà chắn đỡ phần nào những đòn công kích liên tu bất tận của Lạc Nhạn Thiên. Nhưng mà như thế, sau mỗi lần va chạm, lực chấn động không hề nhỏ, cũng đã khiến bàn tay của hắn có phần tê dại đi. Quả thật, một tên đấu tông nổi khùng, khó đối phó vô cùng, mà nhất là tên Nhạn Lạc Thiên như nhím xù lông đầy gai góc này. Trận chiến đấu kịch liệt giữa Tiêu Viêm và Lạc Nhạn Thiên đã lập tức thu hút ánh mắt vô số người hiện diện ở đây. Trước những sát chiêu liên tục được Lạc Nhạn Thiên tung ra đó, ai nấy đều cực kỳ quan tâm tới số phận của Tiêu Viêm. Mà lúc này Mỹ Đỗ Toa đang khổ chiến với tông chủ độc tông cũng càng lúc càng gay go, nếu chẳng may Tiêu Viêm bị Lạc Nhạn Thiên đánh bại, tất nhiên sẽ làm nàng kinh hãi phân tâm mà lộ ra sơ hở, coi như là đưa thân cho tông chủ độc tông làm thịt rồi. Tiêu Viêm a, nhất định phải cố gắng nha. Đám người Hải Ba Đông thì ai nấy đều đang siết chặt nắm tay,
Ánh mắt chăm chú nhìn đăm đăm lên trận chiến trên trời, mỗi lần Tiêu Viêm chịu thêm một vết thương là bọn họ lại giật thót cả người. Họ cũng biết, dù nói Tiêu Viêm dốc toàn lực, có thể đánh ngang tay với cường giả đấu tông, nhưng là xét trong trường hợp hắn lành lặn mạnh khỏe, chứ như bây giờ, quả thật là nghiến răng liều mạng mà thôi. Tình thế của Tiêu Viêm bất ổn, cũng khiến cho hai nữ nhân đang đánh nhau tóe lửa đằng xa phải phân tâm. Hai người nọ sắc mặt liền biến đổi, đều liếc nhìn đối phương một lần rồi lại hung hăng cắn môi, tiếp tục xuất ra những chiêu thức càng lúc càng lăng lệ và ác độc. Hai nữ nhân này đều là loại tối độc phụ nhân tâm, đánh nhau dĩ nhiên cũng hung diễm phi thường. Những phương thức công kích của bọn họ, người đứng xem thôi cũng nổi cả da gà. Ai, thế giới này, nữ nhân hung ác độc địa mà đã liều mạng với nhau, thì bọn đàn ông chỉ có thể đứng xa xa mà khóc thét. Đinh, đang, năm lưỡi phong nhận sắc bén hung hăng va chạm vào trọng xích, Lạc Nhạn Thiên dữ tợn nghiến chặt quai hàm, xoay mạnh một cái, liền đem trọng xích trong tay Tiêu Viêm xoáy ngang rồi bắn tung lên trời. Đánh bay trọng xích, thân hình Lạc Nhạn Thiên như ma mị biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt của Tiêu Viêm, dùng toàn lực thúc đầu gối vào tiểu phúc của hắn. Đối diện với đòn sát thủ như vậy, Tiêu Viêm cũng trắng bệch mặt ra. Một tia máu chầm chầm tràn xuống từ khóe miệng, trong mắt hắn cũng lóe lên sự tàn độc, bàn tay liền nắm chặt lại, còn bao nhiêu sức lực dùng cả vào đấy, mà phang thẳng vào eo bụng của Lạc Nhạn Thiên. Quyền đi được nửa đường bỗng nhiên quặt xuống, thay đổi bộ vị mà đấm mạnh vào đầu gối của Lạc Nhạn Thiên, sau đó quang mang dưới chân sáng lóa lên, thân hình Tiêu Viêm liền huyễn hóa thành một đạo tàn ảnh bắn lui ra sau. Còn muốn chạy sao? Tàn ảnh Tiêu Viêm vừa mới tiêu thất, Lạc Nhạn Thiên cũng đã nhận ra, cười nanh nọc, thân ảnh y liền theo một quỹ đạo kỳ quái, cặp cánh sau lưng cấp tốc vỗ một cái cũng liền biến mất, khi xuất hiện ra đã sờ sờ ngay sau lưng của Tiêu Viêm. Lạc Nhạn Thiên vừa xuất hiện, Tiêu Viêm cũng liền cảm ứng được, nhưng lần này đã quá muộn để hắn có thể thi triển Tam Thiên Lôi Động mà né tránh, nắm tay của Lạc Nhạn Thiên đã điên cuồng nện thẳng lên lưng hắn. Binh, phốc, phục. Một quyền quá sức trầm trọng đã khiến cho Tiêu Viêm phải phục máu ra ngoài. Thân hình cũng lão đảo siêu vẹo rơi thẳng xuống đất. Mà Lạc Nhạn Thiên thì tàn bạo khoái trá cười to, cánh chim liền phất mạnh, nhắm thẳng Tiêu Viêm đang rơi xuống mà lao vút đến. Nhìn thấy một màn này, vô số những âm thanh huyên náo lo lắng, kinh hãi vang lên. Đám người Hải Ba Đông mặt mày nhợt nhạt hẳn đi, không biết Tiêu Viêm có bị làm sao không. Hải lão, ngươi chuẩn bị xuất thủ cứu tam đệ đi. Tiêu Đỉnh sắc mặt âm trầm vô bỉ, quát khẽ. Hải Ba Đông gật đầu, sau lưng cặp cánh băng tuyết cấp tốc hiện ra, lập tức bạo phát đấu khí, nhằm hướng Tiêu Viêm đang rơi xuống, như tia chớp phóng đi. Lúc này, Tiêu Viêm đang vùng vụt rơi, bên tai hắn chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét không ngừng, đôi mắt hắn lúc này nhắm nghiền, nhìn giống như đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Chỉ là nếu quan sát tỉ mỉ, chú ý lắng nghe sẽ phát hiện được, những tiếng thì thầm rất khẽ, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nào, chỉ cần một chút nữa thôi. Kim sắc linh nhạn đồ sộ lúc này đang vươn dài trên bầu trời lấp lánh tỏa rọi hào quang, Lạc Nhạn Thiên nhìn Tiêu Viêm càng lúc càng gần, càng cười độc ác. Tên tiểu tử đấu hoàng này, dám làm cho y, đường đường một đấu tông cường giả thổ huyết trước mặt mọi người, quả thật không khác gì tát vào mặt y giữa thanh thiên bạch nhật vậy, làm sao y có thể cam lòng chịu nhục. Cho nên, bất luận thế nào, y cũng phải bắt lấy hắn, đem về hành hạ dằn vặt mới nghe. Hải Ba Đông lúc này cũng đang toàn lực phi hành, nhưng nhìn thấy tốc độ cực kỳ khủng bố của Lạc Nhạn Thiên, lão xám xịt cả mặt mày, nghiến răng cố sức lao đi nhanh hơn nữa, hy vọng có thể đến trước hắn mà cứu lấy một mạng của Tiêu Viêm. Cự ly giữa Lạc Nhạn Thiên và Tiêu Viêm lúc này đã cực gần rồi, hai cánh vỗ lia lịa, thân hình cong xuống, bàn tay xuề rộng ra, tàn nhẫn nhắm đầu Tiêu Viêm chụp xuống. Nhưng mà, ngay lúc bàn tay hắn chỉ còn chút xíu nữa đã chộp được đầu Tiêu Viêm thì cái đầu của hắn bỗng nhiên lệch qua một bên, chỉ trong sát na mà tránh khỏi ngũ trảo âm độc đó. Sự tình diễn ra quá bất ngờ, khiến Lạc Nhạn Thiên cả kinh, cái tên này, không phải đã hôn mê bất tỉnh rồi sao? Thoáng kinh ngạc trôi qua, Lạc Nhạn Thiên lại vằn mắt lên đầy ngoan độc, lộn người mạnh mẽ tung ra một cước, nhắm đúng sống lưng Tiêu Viêm mà đá tới. Bàn chân bao phủ kim quang lập lòe, xé rách không khí rít lên quái dị, tưởng như gần đá trúng Tiêu Viêm thì đột nhiên thân mình hắn cực lực xoay tròn, vung tay quăng về phía Lạc Nhạn Thiên một quả tam sắc hỏa liên, rồi lập tức thối lui thân hình, cấp tốc lao vụt sang một hướng. Sát na Tiêu Viêm ném ra quả hỏa liên kia, Hải Ba Đông đang vội vàng bay lại cũng liền nhìn thấy, trong mắt lão bừng lên sự hoảng sợ, đứng sững thân hình lại giữa không trung ngay tức khắc, rồi sau đó xoay người vọt chạy thật nhanh. Dẫn sao, muốn sống thì phải chạy thật nhanh rồi, tiểu quỷ Tiêu Viêm kia, nãy giờ hôn mê chỉ là kế trá ngụy, chỉ tranh thủ thời gian mà ngưng tụ ra cái hỏa liên cực kỳ khủng bố này.
Còn Tiêu Viêm sau khi ném ra hỏa liên, đã như lưu tinh hướng tới mặt đất cấp tốc lao xuống, chỉ quăng lại một ánh mắt châm chọc đầy khoái trá nhìn tên nhím xù lông Lạc Nhạn Thiên còn đang ngây ngốc sửng sốt ở trên cao kia. Bàn tay hắn liền kết thành thủ ấn, miệng khẽ thì thào, bạo. Một tiếng nổ rung trời chuyển đất, đinh tai nhức óc, như muốn xé rách cả không gian nhất thời phát ra. Một cổ năng lượng cuồng liệt bạo chấn không trung như gió lốc quét ngang bầu trời, cuồn cuộn lan tỏa. Một đám mây lửa khổng lồ hình nấm từ trên cao nổ bùng ra tứ phía, đem phạm vi trăm trượng trên bầu trời bao phủ hoàn toàn. Lúc này, dù là ánh mặt trời cũng khó có thể xuyên qua đám mây lửa ba màu đó cho được. Sau một lúc khuếch tán, tốc độ đám mây lửa đột nhiên tăng vọt, dường như bị một lực lượng cường đại tác động, lục bục rền rỉ trên trời, rồi cực nhanh phát ra những tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc, hướng thinh không rộng lớn quét ngang qua. Sóng lửa cuộn theo kình phong mãnh liệt, cũng ảnh hưởng đến phía dưới, nhất thời, những lều trại quân đội dày đặc ở ngoài kia, đồng loạt nảy tung lên trên nền đất, giống như những quân cờ domino bị đẩy ngã mà lan ra. Trong khoảnh khắc những âm thanh hoang mang huyên náo cả một vùng, mãi thật lâu sau mới có miễn cưỡng yên ổn lại, rồi tất cả đều lại ngẩng đầu lên nhìn. Ai nấy đều ngây ngốc dán mắt vào không trung trùng trùng hỏa diễm, ít hầu dần giật nuốt khan. Dưới tình huống lửa cháy ngập trời, oanh liệt chấn động nổ vang không ngừng như thế, thì có mạnh mẽ như cường giả đấu tông, cũng sợ không khả quan hơn chút nào. Những tên cường giả của ba tông phái lớn đang phiêu phù giữa không trung, cũng bị áp lực của vụ nổ khủng khiếp này làm cho mặt mày đều trắng bệch. Tận đến khi sóng lửa qua đi, trong mắt vẫn còn động lại một chút sợ hãi. Vụ nổ như vậy, thực quá mức khủng bố. Mộ Lan nhị lão giờ đang liếc mắt nhìn nhau, chất chứa hoảng sợ và ngấm ngầm may mắn. Lúc trước, bọn họ đối chiến với Tiêu Viêm, hắn cũng không thi triển ra đấu kỹ khủng bố bậc này. Nếu không, dù bọn họ có tam thú mang hoang huyết, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản được một kích đáng sợ như thế. Tên tiểu tử này, khó trách có thể trở thành minh chủ Viêm Minh, quả nhiên thực lực không yếu a. Vuốt mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn bàng hoàng sợ hãi, hai lão già cười khổ thấp giọng với nhau. Cũng không biết tên Nhạn Lạc Thiên kia sao rồi. Năng lượng bạo tạc đáng sợ như thế, dù hắn là cường giả đấu tông đi nữa, kết cục hẳn là chịu xui xẻo thôi. Trên chiến trường, vô số ánh mắt chăm chú vào bầu trời ngập tràn sóng lửa, rồi lại nhìn thân ảnh từ không trung đang không ngừng hạ xuống. Tên quái vật kia thi triển ra công kích bậc này quả thật đáng sợ. Sau khi một mạch cắm đầu cắm cổ vọt chạy về đến tường thành, Hải Ba Đông quay đầu lại mới nhìn thấy Tiêu Viêm đang rơi nhanh xuống. Lão hướng về phía đám Tiêu Đỉnh cười xấu hổ, rồi vội vàng xoay người cấp tốc lướt tới chỗ Tiêu Viêm. Còn cách hắn không xa thì đột nhiên thân hình Tiêu Viêm đã dừng sững giữa không trung, hỏa dực lại dương ra, vẫy nhẹ mấy cái, một lần nữa gian nan trôi nổi trên bầu trời. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Viêm còn có thể bay lên, Hải Ba Đông cũng thở dài nhẹ nhõm định tới đỡ lấy hắn, nhưng khi thấy thân thể của gã chi chít vết thương, lão liền vội vàng hỏi. Khụ. Tiêu Viêm kịch liệt ho khan vài tiếng, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng hơi thở vẫn ổn định, không hề giống như lần tại Vân Lam Tông, ngay cả tinh thần cũng mơ hồ. May mà không sao, chỉ hơi thoát lực, dùng đến cái vật kia thật sự rất tiêu hao a. Tiêu Viêm phất phất tay, vừa mới cử động vậy thôi đã có ảnh hưởng, làm cho hắn khẽ nhăn nhó. Bèn từ trong nạp giới lấy ra mấy bình ngọc nhỏ, cong ngón tay bật nắp lập tức vẩy nước thuốc trong bình lên mấy vết thương trên thân thể. Làm xong mấy việc này, Tiêu Viêm lại lấy ra vài viên đan dược khôi phục đấu khí, nhét hết vào trong miệng, lúc này mới thở dài một hơi. Cái tên gia hỏa này, thật đúng là mạo hiểm. Nhìn một loạt hành động của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông mới cười khổ nói. Không còn cách nào khác, muốn vượt cấp đối phó với cường giả đấu tông dĩ nhiên phải trả một giá đắt rồi. Có điều lần này so với lần trước thì tốt hơn nhiều. Tiêu Viêm không thèm để ý cười cười. Nghe vậy, Hải Ba Đông chỉ nhăn nhó cười, nhưng trong lòng lão cũng thừa nhận, điều đó là đúng. Lần trước Tiêu Viêm bị thương cực kỳ kinh khủng, nếu tố chất thân thể hắn không mạnh, bản thân lại là một luyện dược sư hiểu rõ những cách thức chữa bệnh đúng đắn, mà đổi lại là kẻ khác, thì có thể chữa khỏi hẳn hay không còn chưa biết. Mà có chữa được cũng khó có thể loại trừ hết di chứng, nói không chừng thành tựu ngày sau sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cấp độ đấu vương. Cái tên kia đã chết chưa? Khẽ lắc đầu, Hải Ba Đông hướng mắt nhìn lên đám mây lửa ba màu đang tràn ngập mịt mù bao phủ cả không trung khiến ngay cả ánh mặt trời cũng không thể soi rọi qua, ngần ngừ nói. Phật nộ hỏa liên mặc dù uy lực cường đại, nhưng ta dù sao cũng kém đấu tông một cấp bậc. Muốn đánh chết y còn có chút khó khăn. Có điều dù không chết nhưng trọng thương là không tránh khỏi, thậm chí tàn phế cũng chưa hẳn là không có khả năng. Tiêu Viêm cười cười, khóe miệng ngập tràn lãnh ý. Nghe Tiêu Viêm nói, Hải Ba Đông cũng cười, vừa định mở miệng nói tiếp
thì trên bầu trời đang ngập tràn mây lửa, chợt truyền đến một trận dao động kịch liệt. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, đám mây lửa đã nổ bung ra một khoảng trống, một bóng người chật vật giữa ánh kim quang ảm đạm lão đảo đi ra, thậm chí còn có thể nghe thấy vài âm thanh hộc máu vang lên. Bóng người chui ra khỏi đám mây lửa, đương nhiên là Nhạn Lạc Thiên nãy giờ bị tam sắc hỏa liên bao phủ. Nhìn y lúc này tơi tả khó coi hết mức, quần áo không chỉ rách nát mà đôi cánh nhạn uy vũ ngày nào sau lưng đã như bị nhổ sạch lông, trụi lũi cực kỳ khôi hài. Tóc tai thì rối bời bù xù trên trán, toàn thân đẫm máu. Quan trọng nhất là hơi thở hiện tại của y suy yếu vô cùng. Xem tình hình này, hiển nhiên dù y có thể từ trong tam sắc hỏa liên của Tiêu Viêm nhặt lại được cái mạng nhỏ của mình, cũng đã bị nội thương rất nặng. Nhìn bộ dạng của Nhạn Lạc Thiên chật vật thê thảm như thế, toàn thể chiến trường như chìm trong yên tĩnh. Chợt một lát sau, phía trên quan ải đột nhiên tiếng hoan hô vang vọng cả một góc trời. Tất cả những người ở đấy lại tiếp tục được chứng kiến gã thanh niên kia sáng tạo thêm một kỳ tích. Trong vòng một ngày liên tiếp đánh bại đám cường giả đấu tông như Mộ Lan Tam Lão cùng Nhạn Lạc Thiên, chiến tích vĩ đại như vậy, đủ để từ hôm nay Tiêu Viêm có thể dương danh lập uy tại vùng Tây Bắc này rồi. Mà ngày sau, địa vị của Viêm Minh cùng với Gia Mã Đế Quốc tại Tây Bắc cũng sẽ tăng lên đáng kể. Mà hết thảy điều này là nhờ gã thanh niên áo đen sắc mặt đang tái nhợt trên bầu trời kia đem lại. Chính hắn giúp cho Gia Mã Đế Quốc thoát khỏi cảnh diệt vong, cứu vớt vô số người dân Gia Mã Đế Quốc khỏi cảnh màn trời chiếu đất. Qua ngày hôm nay, Tiêu Viêm nhất định sẽ trở thành anh hùng uy danh hiển hách nhất của đế quốc Gia Mã, dù cho các triều đại đế vương đã qua, hay Vân Lam Tông năm nào cũng không có ai hơn được. Gã thanh niên kia, năm xưa còn là một thứ đồ bỏ đi của gia tộc, lại từng bước đi đến vinh quang như hôm nay. Có lẽ nhiều năm sau nữa, người dân Ô Thản Thành sẽ thực sự tự hào kể với mọi người, bọn họ đã từng sinh ra một người con anh hùng có thể đơn thân độc mã mà cứu giúp cả đế quốc, tên của hắn gọi là Tiêu Viêm. Nghe được từ phía quan ải truyền ra tiếng hoan hô inh ỏi, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông cũng khẽ cười, ngẩng đầu nhìn Nhạn Lạc Thiên giờ phút này đang cực kỳ chật vật, ánh mắt kinh hoàng sợ hãi liếc nhìn Tiêu Viêm bên dưới. Sau đó y liền vội vàng lê cái thân thể rách bươm, chật vật chạy về phía đại quân liên minh. Thấy Nhạn Lạc Thiên bỏ chạy, Tiêu Viêm cũng không thèm truy kích, lúc nãy đánh ra tam sắc hỏa liên, đấu khí trong cơ thể hắn cũng đã hao tổn rất nhiều. Dù đuổi theo cũng không chắc có thể ngăn trở. Hơn nữa, với thương thế của y, Tiêu Viêm ước chừng trong vòng nửa năm cũng không thể khôi phục, không đủ để gây nên uy hiếp gì. Hắn liền rời mắt khỏi thân ảnh của Nhạn Lạc Thiên mà hướng đến trận đánh giữa Mỹ Đỗ Toa và tông chủ Độc Tông. Giờ phút này, hai người họ cũng đang chiến đấu đến hồi kịch liệt, thậm chí cả lúc hỏa liên bạo phát cũng không làm cho các nàng phân tâm bao nhiêu. Đương nhiên, không phải là các nàng không cảm ứng được, mà là không dám phân tâm, đối thủ ở cấp bậc này, dù ai mắc một chút sai sót, cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hỏa dực rung lên, Tiêu Viêm bay lại gần trận chiến đó, trầm giọng quát, tông chủ Độc Tông, hai tên đấu tông của liên minh tam tông các ngươi đều đã bại trận hoàn toàn. Tiêu Viêm ta cũng khuyên các hạ nên mau thối lui là hơn. Đối với tiếng quát của Tiêu Viêm, hai người đang lúc say chiến nào có quan tâm, hiển nhiên, cả hai lúc này trong bụng đã đầy hỏa khí, mà tàn độc quyết liệt với nhau đến mức không phân biệt trời đất gì nữa rồi. Thấy không có tác dụng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, tình trạng thân thể lúc này cũng không cho phép hắn tham dự vào trận chiến, bởi vậy chỉ đành đứng một bên mà nhìn. Chẳng biết có phải vì Tiêu Viêm đứng đây, đã làm tâm thần một người bị quấy nhiễu hay không? Vốn đang đánh nhau đến tối tăm mặt mày, thiên hôn địa ám thì biến cố nảy sinh, chỉ thấy tông chủ Độc Tông thân pháp vốn mau lẹ đột nhiên chậm lại, để cho Mỹ Đỗ Toa cực kỳ mau lẹ và xảo quyệt nhắm đúng sơ hở này, bàn tay mềm mại như độc xà đột nhiên dài ra, quỷ dị vỗ vào ngực đối phương. Phốc qua, dính phải đòn nặng, một nguồn máu tươi từ miệng tông chủ Độc Tông lập tức phun ra, nhưng đám máu đó cũng vô cùng kỳ quái vẽ nên một đường đỏ sậm, bắn thẳng đến mặt Mỹ Đỗ Toa. Tia máu tươi xuất hiện bất thình lình làm cho Mỹ Đỗ Toa không kịp né tránh, chỉ vội vàng giơ tay lên đỡ lấy. Ai dè vừa chụp lấy tia máu đó, thì nó đột nhiên tan ra, rồi lập tức ma mảnh chui sâu vào lòng bàn tay Mỹ Đỗ Toa. Những biến hóa này chỉ phát sinh trong chớp mắt, còn không đợi Tiêu Viêm kịp phản ứng, đã thấy hai người đều lảo đảo lui về phía sau vài bước, mặt mày nhợt nhạt hẳn đi. Tông chủ Độc Tông ổn định lại thân hình, nhìn đám máu tiến vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa, nhếch miệng cười lạnh. Nhưng vừa cười, nàng chợt như phát hiện ra điều gì đó, hai tay vội vàng sờ lên mặt, thì ra cái khăn trùm che kín dung nhan lúc nãy khi nàng bị đánh phun máu cũng đã rớt ra. Mà tại sát na nàng đưa tay lên mặt, Tiêu Viêm cùng vừa nhìn tới, một khuôn mặt mềm mại với những đường nét vô cùng quen thuộc đang khẽ cười, ập vào mắt hắn. Từ đôi má đến cái nhếch mép lạnh lùng kia đều không hề xa lạ,
Sau một lát cau mày bóp trán, rốt cuộc hắn không thể dừng được mà hét to lên, thanh âm tràn ngập vẻ không thể tin được. Tiểu Y Tiên. Nhìn gương mặt xinh đẹp, mơ hồ vẫn sót lại vài phần quen thuộc, trong lòng Tiêu Viêm như nổi sóng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, tông chủ Độc Tông chính là người bằng hữu khác phái đầu tiên khi hắn ra ngoài lịch lãm, được vô số dòng binh Thanh Sơn trấn tôn sùng, tiên tử Tiểu Y Tiên. Cô gái thuần khiết, thiện lương ngày xưa kia nay lại là tông chủ Độc Tông khiến cho vô số người nghe danh mà mất mật. Việc thay đổi có phần cực đoan này, Tiêu Viêm dù cho tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi. Nghe tiếng gọi thất thanh của Tiêu Viêm, thân thể mềm mại của nữ tử tóc trắng cũng khẽ run, màu tím trong mắt hơi ánh lên, nàng nâng bàn tay trắng như ngọc gạt đi vết máu ở khóe miệng, rồi thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra, đem vệt máu đó cẩn thận hút vào trong miệng. Làm xong hành động này, đôi mắt tím dần bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, thản nhiên nói, ta không phải Tiểu Y Tiên, ngươi nhận lầm người rồi. Thúi lắm. Đừng có xạo sự, đệt tên này, ăn nói với phụ nữ thế, túy. Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt bất chợt trừng lên, không khách khí tức giận mắng một câu. Một thân quần áo màu trắng của cô bé thiện lương ngày xưa đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu đậm, hơn nữa thể chất rất kỳ lạ của nàng, cần phải uống thuốc độc hàng ngày để duy trì tính mạng, làm cho Tiêu Viêm khó có thể quên. Bởi vậy, vừa nghe đối phương phủ nhận, hắn đã lập tức nổi giận. Muội cuối cùng là đang định làm gì? Muội cũng là người của đế quốc Gia Mã, vì cái gì lại muốn phát động chiến tranh? Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập lửa giận, trầm giọng hỏi. Nữ tử tóc trắng trầm mặt, một lúc sau mới chậm rãi nói, Tiểu Y Tiên mà huynh nhận biết, nàng ta chết rồi, hiện tại chỉ còn Thiên Độc Nữ tông chủ của Độc Tông. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm như dấy lên một cảm giác xa lạ. Năm đó, mặc dù biết tình cảnh cơ thể của mình, nàng vẫn quật cường kiên quyết, giữ gìn được bản tính thiện lương, chỉ đơn giản là không muốn người khác vì mình mà tổn thương. Sự hiền lành thân thiện hiển hiện ra nơi ánh mắt, nơi nụ cười đã làm cho vô số người say mê. Nhưng giờ đây, dường như nét trong sáng thuần khiết khiến cho bao người mất ăn mất ngủ đó đã vĩnh viễn rời xa nàng. Là do ách nan độc thể. Tiêu Viêm siết chặt bàn tay. Nàng biến thành bộ dáng như thế này, làm cho trong lòng hắn đau nhói, mở miệng nói. Muội vốn vì ách nan mà sinh, mà muội sống cũng chỉ vì nhất định phải đem ách nan khuyết tán ra bên ngoài. Thấy bộ dáng phẫn nộ của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên vẻ mặt thoáng hoảng hốt, dường như nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ khi xưa. Nhưng trong chốc lát sắc mặt lại trở nên lạnh lẽo, cứng giọng nói, năm đó ta đã nói với ngươi, trước sau gì, ta sớm muộn cũng sẽ bước trên con đường này, bởi vì vận mệnh người có ách nan độc thể trước đến nay đều như vậy. Ách nan độc thể cũng không phải vô phương chữa trị, đây là muội đang tự mình dấn thân vào trầm mê thôi. Tiêu Viêm rất đau lòng, giận dữ nói, hiện giờ, chỉ cần ai chạm vào ta, trước mặt ta sẽ nhận lấy cái chết thống khổ nhất, ngươi làm sao biết, mấy năm nay ta đã làm ra những chuyện gì? Gương mặt Tiểu Y Tiên lộ ra vẻ ảm đạm thê lương. Lúc trước rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, nàng cũng đã cho rằng mình nhất định có thể vượt qua cái gọi là ách nan độc thể, nhưng sự thật vẫn là sự thật, vô cùng tàn khốc. Năm đó nàng rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, lạc lõng tại một sơn thôn nhỏ của Xuất Vân Đế Quốc một năm, nàng ở cùng với hai lão nhân không có con, nhị lão thấy nàng đáng yêu, lương thiện, liền giữ nàng ở lại tiểu sơn thôn, xem nàng như con mình, người trong thôn cũng xem nàng như người một nhà. Một năm đó, nàng quả thật rất vui vẻ, từ nhỏ lang bạt kỳ hồ lưu lạc khắp nơi, ngoài trừ lúc ở cùng với Tiêu Viêm tại Thanh Sơn Trấn đã để lại tình cảm hạnh phúc khó quên trong lòng, thì nàng cũng rất lâu rồi không được hưởng cảm giác ấm áp, bình yên trong nội tâm như lần này. Nàng đối với phần tình cảm này rất quý trọng, thề phải giữ gìn, nhưng khi ách nan độc thể phát tác, đã khiến cho tất cả mọi chuyện thay đổi. Đầu tiên là hai lão bá mẫu vì chạm đến thân thể của nàng mà đã chết một cách vô cùng thống khổ trước mắt nàng. Mặc dù ông bà trước lúc chết vẫn nhìn nàng với ánh mắt nhu hòa hiền lành, nhưng cũng chính ánh mắt đầy rẫy sự yêu thương và thứ tha đó đã đem trái tim nàng phá nát thành từng mảnh nhỏ. Sau khi hai người qua đời, trong thôn lại có thêm một số vì nàng mà chết đi một cách kinh khủng. Cuối cùng, người trong thôn đã bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét và sợ hãi, khiến cho nàng trong mệt mỏi và tủi hổ đem theo thi thể hai lão phu phụ rời đi. Mai táng hai vợ chồng bá mẫu xong, nàng quỳ trước mộ phần khóc thảm cho đến hôn mê, khi tỉnh lại mái tóc nàng đã biến thành màu bạc trắng. Vuốt ve mái tóc bạc làm cho ai nấy nhìn đều cảm thấy sợ hãi, nàng rốt cuộc hiểu được, nàng là một ngôi sao chổi, chuyên đem lại tai họa cho những người bên cạnh. Một khi đã như vậy, lương thiện thì được gì? Lương thiện với người khác, để rồi lại trơ mắt nhìn người khác nhận lấy cái chết thống khổ mà không làm gì được sao? Vậy đến cuối cùng,
là nàng lương thiện hay là nàng tàn nhẫn. Nghĩ thông điều này xong, cái thiên hướng lương thiện, ngây thơ của tiểu y tiên liền bị dồn ép vào sâu thẳm trong nội tâm, mà sự lạnh lẽo vô tình của thiên độc nữ liền được phóng thích ra ngoài. Nhìn vẻ mặt tiểu y tiên liên tục biến đổi, Tiêu Viêm biết mấy năm qua, nàng đã gặp không ít chuyện, có lẽ những chuyện này là nguyên nhân khiến nàng thay đổi. Thầm than một tiếng, Tiêu Viêm trong lòng cũng vô cùng rối rắm. Hắn biết rõ, thân là ách nan độc thể, nếu tiểu y tiên không thể vượt qua, ách nan độc thể đó sẽ không ngừng tra tấn nàng và những người bên cạnh. Phốc suy. Ngay lúc Tiêu Viêm đang còn chua xót, thì hắn đột nhiên nghe phía sau truyền tiếng tiếng hộc máu, liền quay đầu lại. Hắn vô cùng hoảng sợ khi thấy Mỹ Đỗ Toa mặt mày nhợt nhạt, trắng bệch hẳn. Cô làm sao vậy? Tiêu Viêm vội xoay người tới bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, kinh ngạc hỏi. Máu của cô ta có độc. Mỹ Đỗ Toa gương mặt thống khổ, cắn răng thúc giục đấu khí, liều mạng đem nọc độc trong người đẩy ra. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, quay đầu tức giận nhìn tiểu y tiên. Ách nan độc thể, ai chạm vào đều không may, đây là nàng ta tự mình gieo gió gặp bão. Tiểu y tiên tránh né ánh mắt của Tiêu Viêm, lạnh lùng nhìn Mỹ Đỗ Toa nói. Một chút nọc độc còn con thôi đã muốn bổn vương khuất phục ư? Mà dù cho độc tính phát tác thì trước đó bổn vương cũng đã có thể lấy tính mạng ngươi rồi. Mỹ Đỗ Toa mắt lạnh băng, cứng rắn nói. Vậy có ngon cứ tới mà thử. Đôi mắt tím của tiêu y tiên cũng lạnh lùng lóe lên, không hề nhân nhượng. Đủ rồi. Nhìn thấy hai người lại muốn động thủ, Tiêu Viêm giận dữ quát to. Tiếng Tiêu Viêm trống giận đã làm hai người bình tĩnh lại một chút. Thấy thế hắn nhìn tiểu y tiên trầm giọng. Tiểu y tiên, còn nhớ năm đó ở khe núi nhỏ, ta đã nói với muội, mặc kệ sau này muội làm gì, Tiêu Viêm ta vẫn là bằng hữu của muội. Những lời này, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Những chuyện năm xưa ta đã quên lâu rồi. Ánh mắt lóe lên một tia nhìn sắc bén, tiểu y tiên lạnh lùng. Nàng quên ư, vậy nàng ra tay đánh ta xem. Tiêu Viêm cũng cười lạnh, sau đó không hề phòng ngự đi thẳng đến chỗ tiểu y tiên. Cẩn thận. Thấy hành động của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa vội vã kêu lên. Cả người nữ nhân kia toàn là kịch độc, không cẩn thận dính phải thì dù là nàng cũng đang cảm thấy rất khó chịu trong người. Tiêu Viêm khoát tay, ý bảo nàng không cần lo lắng, mà bước chân cũng không hề dừng lại. Thấy Tiêu Viêm vẫn đường hoàng bước tới, tiểu y tiên sắc mặt hơi đổi, trong mắt đã hiện lên nét do dự. Dừng chân trước mặt tiểu y tiên, Tiêu Viêm nhìn kia đôi mắt màu tím đang cụp mi xuống ngần ngừ, cho đến đôi gò má tái nhợt, than nhẹ một tiếng. Muội cũng không nên quên, ách nan độc thể thực sự không phải là không thể giải trừ, muội không cần phải đau đớn tuyệt vọng như thế. Nói thì dễ lắm. Tiểu y tiên khóe miệng lộ vẻ thống khổ, ách nan độc thể khủng bố thế nào, nàng rõ ràng hơn ai hết. Thấy thế, Tiêu Viêm nhíu mày, sau đó xuề bàn tay ra, có vẻ muốn chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của tiểu y tiên, nhưng mà nàng ta đã cảnh giác kịp thời, vội vàng lùi về phía sau vài bước, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết phải không? Ta chỉ muốn cho muội biết, ách nan độc thể mặc dù quỷ dị tàn độc, nhưng tuyệt không phải muốn giết ai thì giết, muội không cần phải cam chịu như vậy. Vả lại muội đã không phải là cô gái ngây thơ cái gì cũng không biết năm nào, mà ta cũng không còn là một tiểu đấu giả bị một tiểu dông binh đoàn đuổi giết, chật vật chạy trốn năm xưa. Tiêu Viêm cười cười, cước bộ vừa nhích, đã hiện ra bên cạnh tiểu y tiên, bàn tay vung lên, liền nắm chặt lấy cánh tay tiểu y tiên. Cánh tay vừa bị bắt lấy, tiểu y tiên cả kinh, vội vàng dùng sức vùng ra, tức giận hét lên, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Tiêu Viêm khẽ cười, giơ bàn tay lên, lúc này nó đã đen bầm lại, tâm ý hắn vừa máy động, lưu ly liên tâm hỏa lập tức bùng phát, hỏa diễm hừng hực bốc lên, màu đen kia nhanh chóng nhạt đi trong thấy. Trong tích tắc sau, bàn tay của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, có lưu ly liên tâm hỏa hộ thể, nếu không gặp phải siêu cấp kịch độc, thì phần lớn đều sẽ bị liên tâm hỏa thanh trừ. Đưa tay hướng về phía tiểu y tiên đang kinh ngạc ngẩn người, Tiêu Viêm nghiêm mặt trầm giọng, nếu muội còn nhận huynh là bằng hữu thì không cần tiếp tục sai lầm nữa. Muội làm như vậy chỉ càng khiến ách nan độc thể bộc phát càng nhanh, một khi nó hoàn toàn bộc phát, chỉ sợ trong vòng ngàn dặm cả người lẫn thú cũng đều không thể sống sót, khi đó có lẽ tất cả đều đã muộn. Dù cho huynh có ngăn cản kịch độc của ách nan độc thể được đi chăng nữa thì muốn phá giải nó cũng tuyệt đối không thể. Tiểu y tiên khẽ lắc đầu chua xót. Mấy năm nay nàng đã xem qua rất nhiều tư liệu, nhưng vẫn không có một chút tin tức nào cho việc phá giải ách nan độc thể. Ách nan độc thể là trời sinh, muốn phá giải nó, quả thật rất khó. Tiêu Viêm gật đầu, nhìn ánh mắt ảm đạm vô thần, ngấn ngấn nước mắt của tiêu y tiên, nhẹ nhàng nói, mặc dù không có khả năng phá giải, nhưng huynh có thể giúp muội triệt để khống chế nó. Xỉn xỉn lại được một chương.
đại chiến trên bầu trời đột nhiên dừng lại, làm cho vô số người bên dưới ngơ ngác không hiểu ra làm sao, bàn tán xôn xao, thi nhau đưa ra đủ loại đáp án. Mà phía trên quan ải, Hải Ba Đông đã quay trở về, đối với ánh mắt của mọi người cũng chỉ so vai, tỏ vẻ lão cũng không biết trên trời rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nữ nhân ác độc kia bỗng dưng ngừng giao thủ, thật sự nằm ngoài dự đoán của tất cả, chẳng lẽ vì kiêng kỵ Tiêu Viêm? Có điều, sau khi thi triển ra Hỏa Liên, Tiêu Viêm hình như đã hơi suy yếu mà. Gia Hình Thiên trầm ngâm nói. Không cần biết là lý do gì, nữ nhân đó dừng tay đương nhiên là chuyện tốt, dù sao một thân độc công quỷ dị khó lường của nàng ta thật quá mức đáng sợ. Mà hiện tại nàng ấy còn chưa toàn lực thi triển, một khi phát động, độc khí bay tới, binh lính bình thường hít vào ắt sẽ chết hết. Pháp Mã thở dài nói. Sức chiến đấu của tông chủ độc tông có lẽ không mạnh hơn Mỹ Đỗ Toa bao nhiêu, nhưng độc công kia lại rất đáng sợ, rất dễ làm cho quân nhân của bọn họ thiệt hại nặng. Bởi vậy, nếu có thể tránh giao thủ cùng ả, đối với đế quốc Gia Mã là kết cục tốt nhất. Bọn họ dường như đang trò chuyện gì đó với nhau. Hy vọng tam đệ có thể ngăn chặn nữ nhân này, đế quốc Gia Mã cũng có thể thoát khỏi một đại thảm họa. Tiêu Đỉnh cũng thở dài một hơi. Gần một năm nay, độc tông tông chủ đã để lại cho bọn họ ấn tượng quá kinh khủng, giờ nhắc tới độc tông quỷ dị của nàng, dù là Tiêu Đỉnh cũng cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Khống chế. Nghe hắn nói vậy, Tiểu Y Tiên lấy làm kinh dị, chợt nhíu mày, nhìn chăm chú lên vẻ mặt đầy chân thành của Tiêu Viêm, dường như cũng đã hơi động tâm. Chỉ cần muội hoàn toàn khống chế ách nan độc thể, thì chuyện vô ý làm người khác trúng độc mà chết sẽ không tái diễn nữa. Mà ngược lại kịch độc trong cơ thể, có thể sẽ để muội tùy ý sử dụng. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nghe Tiêu Viêm nói, Tiểu Y Tiên ánh mắt liền xoay chuyển, ngần ngừ, huynh thật sự nắm chắc. Hãy tin tưởng ta. Tiêu Viêm gật đầu kiên quyết, với kinh nghiệm của hắn bây giờ vẫn chưa tìm ra biện pháp đối phó với ách nan độc thể, nhưng có nguồn kiến thức khổng lồ mà Dược lão lưu lại, Tiêu Viêm trong quá trình luyện đan khi đọc qua đã phát hiện được cách thức khống chế, có điều phương pháp này yêu cầu lại có chút hà khắc, đầu tiên là phải có được 3 loại dị hỏa. Điều này đối với người bình thường mà nói là không có khả năng. Nhưng với Tiêu Viêm thì cũng không khó khăn mấy, trong cơ thể hắn đã có Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, còn có Cốt Linh Lãnh Hỏa của Dược lão, vừa vặn đủ số. Đôi mắt tím thẫm chăm chú nhìn lên vẻ mặt chân tình thuần phát của Tiêu Viêm, ánh lên một chút ánh sáng nhu hòa, khe khẽ gật đầu. Nàng hướng sang phía Mỹ Đỗ Toa đang chịu đựng đau đớn vì độc tính hành hạ trong cơ thể, tay khẽ vẫy, lập tức mấy giọt máu tím bầm trong cơ thể của Mỹ Đỗ Toa từ từ tản ra, sau đó bị Tiểu Y Tiên hút lại vào người. Từng giọt máu tím rời khỏi cơ thể, khiến Mỹ Đỗ Toa sắc mặt cũng nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng, ai cần ngươi nhiều chuyện. Bản vương có thể tự mình hóa giải. Tiểu Y Tiên không ý kiến, lại quay mặt về Tiêu Viêm, có vẻ khó xử, giúp muội khống chế ách nan độc thể, muội sẽ giải tán đại quân cùng Tam Tông thế nào? Muội lần này phát động chiến tranh, mục đích cũng chỉ muốn tìm được phương pháp phá giải ách nan độc thể mà thôi. Trận đại chiến này, đế quốc Gia Mã cùng xà nhân tộc gánh lấy thương vong nặng nề, chẳng lẽ ngươi nghĩ như vậy là có thể kết thúc ư? Mỹ Đỗ Toa cười lạnh. Nếu ta ra lệnh một tiếng, dù cho có ngươi bảo vệ, Gia Mã đế quốc cùng xà nhân tộc sẽ không có cơ hội sinh tồn đâu. Ngươi không phải là trẻ nít, hẳn cũng biết đạo lý mạnh được yếu thua chứ. Từng tia nhìn sắc lạnh lóe lên trong đôi mắt tím thẫm của Tiểu Y Tiên, nàng lạnh nhạt nói. Bản vương cũng muốn thử xem là ai mạnh ai yếu. Mỹ Đỗ Toa mặt lạnh như băng, giơ tay định tiếp tục động thủ, nhưng đã bị Tiêu Viêm cản lại. Nàng nếu còn muốn liều mạng, xà nhân tộc và Gia Mã đế quốc chắc chắn tổn thất sẽ càng lớn, hiện tại không phải là lúc hành động theo cảm tính. Tiêu Viêm hạ giọng thì thào bên tai Mỹ Đỗ Toa. Ta biết ngươi và nàng ta quen nhau, nhưng nàng đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho xà nhân tộc. Bản vương sẽ ghi nhớ, ngày sau nhất quyết đòi lại món nợ này. Sắc mặt khẽ cau lại, Mỹ Đỗ Toa đảo mắt nhìn đại quân phía trước, nghiến răng lạnh lùng nói. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm thầm than, trải qua bao nhiêu chuyện, Tiểu Y Tiên hiện giờ đã không còn là cô gái ngây thơ thiện lương năm đó. Sự tàn nhẫn so với Mỹ Đỗ Toa chỉ hơn không kém. Lần này đại chiến dừng lại, một là vì Tiêu Viêm, hai là vì cách khống chế ách nan độc thể đối với nàng ta quả thật có sức hấp dẫn không nhỏ. Theo lời muội nói, phát động chiến tranh chỉ vì tiêu diệt Gia Mã đế quốc sẽ có thể có được phương pháp phá giải ách nan độc thể ư? Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ tới điều gì, cau mày nói. Tiểu Y Tiên chần chờ một lát, khuôn mặt bỗng nhiên rất kỳ quái thì thào, có một tổ chức thần bí tìm đến muội, nói với muội nếu có thể chiếm lấy Gia Mã đế quốc, bắt sống được Minh chủ Viêm Minh,
thì sẽ đưa cho muội cách phá giải ách nan độc thể. Nhưng muội thật không nghĩ tới Minh chủ Viêm Minh lại là huynh. Mỹ Đỗ Toa và Tiêu Viêm đều sửng sốt, thì ra thiên hạ náo động một hồi, toàn bộ những rắc rối xung đột đó lại chỉ vì nhằm vào hắn mà thôi. Thật ra một năm nay có rất nhiều cơ hội để tiêu diệt đế quốc Gia Mã, nhưng vì huynh chưa xuất hiện, nên cũng chưa thật sự ra tay. Tiểu Y Tiên đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Viêm, chợt nói, xem ra mấy năm nay, huynh đắc tội cũng không ít người nhỉ, tổ chức thần bí kia có lẽ rất mạnh, vì bọn họ cũng không sợ ách nan độc thể của muội. Tiêu Viêm nhíu mày, mục đích của tổ chức trong bóng tối kia chính là hắn. Mấy năm nay hắn cũng chưa đắc tội đến thế lực nào mạnh mẽ, khoảng cách từ Hắc Giác Vực đến nơi này lại quá xa xôi, chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm như sáng tỏ hẳn, mặt xám xịt lại, là hồn điện. Ừ, đúng là tổ chức chuyên thu bắt lấy linh hồn thể trên đại lục đó, chỉ không nghĩ bọn họ lại để ý với huynh, xem ra quả đúng như huynh nói a, hiện giờ huynh cũng không còn là một tiểu đấu giả năm đó nữa rồi. Tiểu Y Tiên cũng không giấu giếm gật đầu, có lẽ nàng lại đang nhớ đến cảnh tượng năm đó Tiêu Viêm bị Lan Đầu Dông binh đoàn đuổi giết. Mà vẻ lạnh lùng trên mặt cũng thoáng hiện nét tươi cười, mà với nụ cười này, Tiêu Viêm dường như mơ hồ nhìn thấy lại hình ảnh cô gái trong sáng vui tươi năm nào. Muội cười thật giống như năm đó, nhìn rất đẹp nha. Tiêu Viêm cũng cười hiền lành. Nghe lời Tiêu Viêm tán tỉnh, Tiểu Y Tiên chỉ khẽ cắn môi, nhẹ nhàng thở dài, có một số điều đã không thể nào thay đổi nữa, những việc của ngày xưa bây giờ cũng đã là ký ức, không còn thích hợp với muội rồi. Nhưng huynh thực sự rất thích. Tiêu Viêm tùy ý cười nói. Tiểu Y Tiên lòng nao nao, nhìn ánh mắt không còn non nớt ngây ngô như năm nào của hắn, thản nhiên cười. Hồn điện hiện đang ở đế quốc Xuất Vân. Tiêu Viêm im lặng ngần ngừ một hồi lâu, rồi mới đột nhiên hỏi. Hắn đối với hồn điện không biết được gì nhiều, dù ngày đó Tấn Giai Đấu Hoàng đã ngẫu nhiên xâm nhập vào thạch điện, hơn nữa còn nhìn thấy được Dược Lão, nhưng thạch điện đó nằm ở đâu, hắn cũng không biết một chút manh mối nào. Muội cũng không rõ lắm, người của hồn điện rất quỷ dị kỳ bí, chỉ toàn chủ động tới tìm muội mà bàn bạc, nếu không phải là người rất quen thuộc với bọn họ thì rất khó mà tìm được. Tiểu Y Tiên lắc đầu. Nghe vậy, Tiêu Viêm đành thở dài thất vọng, hắn còn tưởng có thể chạy tới Xuất Vân mà bắt sống một tên hồn điện, sau đó có thể sẽ khai thác được một ít vấn đề về hồn điện và Dược Lão cũng như về người cha mà lâu nay hắn vẫn không có tin tức gì. Đã như vậy, hôm nay muội sẽ giải tán đại quân, nhưng chuyện ách nan độc thể, huynh cũng phải mau mau giúp muội giải quyết, vì muội cảm giác được, thời điểm độc tính bộc phát đã không còn xa. Mà để đến lúc đó, mọi việc đều sẽ quá muộn đó. Tiểu Y Tiên trầm trọng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt hỏi, muội có thể cảm ứng được thời điểm bộc phát sao? Không chính xác lắm. Sớm thì nửa năm, lâu thì hai năm thôi. Tiểu Y Tiên cười khổ não. Hơi gấp gáp a. Nghe vậy, Tiêu Viêm nét mặt hơi đổi, cau mày. Nếu thời gian không cấp bách như vậy, muội cũng không muốn đáp ứng hồn điện phát động chiến tranh rồi. Tiểu Y Tiên ảm đạm buồn bã. Được rồi, huynh hy vọng thời điểm bộc phát chậm một chút, chỉ cần thu đủ tài liệu, tất sẽ đem ách nan độc thể của muội khống chế. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, nghiến răng quả quyết nói. U, vậy tối nay muội đến phòng huynh nhé. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm thật sâu, sau đó xoay người phá không mà đi. Thấy Tiểu Y Tiên đến, các cường giả của Tam Tông liền vội vàng không người hành lễ. Tiểu Y Tiên đảo mắt nhìn mọi người, lạnh nhạt, ba quân y lệnh, rút về Xuất Vân đế quốc. Nghe những lời này của nàng, tất cả các cường giả đang đứng giữa không trung đều sửng sốt. Hôm nay tuy liên tiếp hai gã đấu tông bị đánh bại, thì thanh thế của liên quân Tam Tông vẫn vô cùng cường đại, để đột phá phòng tuyến của đế quốc Gia Mã tuyệt không có vấn đề gì, tại sao lại rút lui chứ? Tông chủ, nghi hoặc và ngờ vực, một số người liền vội vàng lên tiếng. Ta đã nói, là thu quân. Những người này còn chưa kịp đưa ra thắc mắc, đôi mắt tím thẫm của Tiểu Y Tiên đã chậm rãi quét tới, thanh âm lạnh lùng băng giá, ai còn có ý kiến gì khác? Đối với đôi mắt này, ai nấy đều ấn lạnh cả người, lời nói nơi cửa miệng chưa kịp thốt ra đã vội nuốt vào, một loạt thân ảnh liền phân tán ra, đem mệnh lệnh của nàng, tuyên bố cho đại quân. Trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn tới nơi Tiểu Y Tiên chỉ với một câu nói, đã khiến liên quân liền nhổ trại lui binh, rốt cuộc nhịn không được thở dài một hơi. Ai có thể biết được, một dược sư nhỏ bé ở dược phường năm đó, giờ lại trở thành trưởng thống giả lãnh đạo cả đế quốc Xuất Vân. Biến hóa này, quả thật là nghiêng trời lệch đất a.